trời, mẹ ngồi chỉnh lại cái video mới thấy nhà mình đi tới đâu là báo tới đó, dễ sợ. Team nào mà mê ăn nho giống chị em Su có dịp ghé qua Ninh Thuận thì đừng bỏ qua địa điểm này nha. Sau khi mà trả khách sạn ở Quy Nhơn xong là cả nhà phóng một mạch về Ninh Thuận. Dù là đói bụng meo râu rồi đó, nhưng mà không có chịu ghé ở chỗ nào để ăn trưa hết trơn. Cũng vì cái đại gia đình này ngộ lắm, toàn là những thành viên sành ăn không thôi, phải ghé chỗ nào ăn ngon mới chịu. Và mỗi lần mà đi ngang qua Ninh Thuận nhất định là phải ghé quán lẩu dê Mã Phát này nè. Không chỉ có món mì xào bê làm cho chị em Su say đắm mà còn có bò né, sườn nướng, nói chung là món nào cũng ngon thật sự. Trang là Trang cực mê cái nồi lẩu dê nấu măng này nè, ta nói nó phê nhất cái nắp. Sau khi ăn uống no nê rồi thì cả nhà tiếp tục tới một cái địa điểm quen thuộc, vườn nho Chí Hà. Đợt này chị em Su ghé là quyết tâm mua cho được cây giống về trồng mới chịu. Lần trước đi nho chưa có kịp chín trái nhỏ xíu à, lần này trời ơi là trời, cây nào cây nấy trái to đúng. Coi cái chùm nho móng tay đen nó to cũng gần bằng mặt Ba Dũng rồi nè. Nho ơi, nho rớt tay chị hứa chị hửa chứ chị không ăn. Làm gì vậy? Ê đừng có. Nay thì bị mẹ bắt quả tang tại trận nghe Su tính ăn trộm nho đúng không? Đâu có đâu, con đang tính kiểm tra xem nho chín chưa thôi mà. Chán cái bà Sumi nhà mình ghê, muốn biết chín hay chưa thì cứ công khai hái lượm giống như chị Hai vậy nè. Ê Su nói vậy thôi chứ đừng làm theo nha. Tất cả các hành động của Su là đã được xin phép chủ vườn nho rồi nha. Đây đây chính là anh Chí Hà, chủ vườn nho mà Su đang ghé thăm nè. Cả nhà ơi, cha con nhà Su sẽ mang 3 giống nho để trồng. Không biết có là trái không mà. Mình chơi thử đi để biết kết quả. Cuối cùng thì chị em Su cũng rinh được 3 giống nho về nhà chồng. Có ai hóng kết quả của Su không nào?